Hello. Hôm nay chúng mình đi đâu ạ? Lại. Hai ba. Hôm nay chúng mình đi đâu ạ? Hạ Long. Không cảm giác không được vui vẻ lắm ấy. Mọi người hãy Hạ Long, Hạ Long. Mọi người hãy đón chờ chuyến đi của chúng mình nhá. Quảng Ninh. Khà khà khà. Mình có một cái gối siêu cute. Hạ là che mặt tôi đi. Hạ là che mặt tôi đi. Ôi, lúc ấy mình lúc nhỏ chị Nai quần thôi mà chị Nai chị nói mình mọi người mình chị Nai mặt dày. Nói cái gì? Chị nói cái gì? Chị Nai chị gào đây là chuyện mình kể mọi người á. Vọng trần trệ. Nói. Nhưng mà chị Nai không mình đúc không? Sao có thể nói cho mọi người biết đi. Bây giờ là 4 rưỡi sáng và chúng mình đang cất đồ, cất vali vào trong xe để di chuyển đi. Đúng chưa? Khở khở. Rồi sẽ cất được. Đấy. Mày chưa gì nó cất luôn rồi. Cầm hộ để tôi đem khẩu trang đi cậu. Con nè. Thật buồn quá. Biết rồi, em mới thấy xinh mặt ra. Thấy rồi. Có khi mà người mặc váy lót xinh mình mặc đồ đen. Hai bài gì? Chị Quỳnh, để mình về sắp nhá. Chị Quỳnh bảo là chị Quỳnh cần một giấc ngủ nhỏ. Ôi, chị giờ về là xong rồi. Chị Quỳnh là... Em thấy tay nắng hả chị? Chắc tay của mình là để che nắng ngoài ra có một nhau khác. Hello. Đây. Giới thiệu với mọi người, đây là chị gái cùng tên với mình. Ngọc Anh Nguyễn. Hai của anh. Hello mọi người nhé, chào mọi người ra đi bên đấy nhé. Con này nó vẫn say đấy mọi người. Không phải đâu mà là... Em là anh ạ. Đây là sếp của mình ấy mọi người. Hải ra Hải xe này, anh xe kia đây. Anh ạ. Hải nào ạ? Hải nhóm trưởng bên đây. Đây ạ. Kiểm điểm team bên nhá. Kiểm điểm nhóm trưởng nhá. Anh nhìn được thay nhất công ty mình mọi người. Không biết điện thì. Đã đến rồi. Mấy giờ? Mấy giờ? Theo thay mặt cho công ty du lịch Vinachip, em xin được gửi chào và chúc toàn thể chị các người hai và chào và chúc sức khỏe trân trọng nhất cho hành trình của ta sẽ có một chuyến đi thật là vui vẻ nhé.
Ok, thưa chị, mình là em xin tự giới thiệu, em tên là Huấn, đây đủ của em Đặng Văn Huấn. Vâng ạ, em sẽ là công viên và là người đồng hành cùng với tất cả anh chị trong chương trình đi Hạ Long 3 ngày 2 đêm đang khởi hành đây. Đồng hành cùng với lại là tổng vụ của em Huấn trong công ty Vinachip hôm nay thì có bác Tài, cán bộ đường lối. Vì thương con ở nhà thì bắt tròn tay lái mà mình các chị gái có bắt là nhẹ chân ga mà thương tất cả anh chị em gãy TV chúng ta thì bắt lại quên đi mệt mỏi. Nào cho bác một tràng vỗ tay không ạ? Yeah. Chúng ta thì là tên là anh Hải, vâng ạ, anh Hải này là Hải Bắc Tài thôi nhá, chứ không phải là anh Hải mà nổi tiếng gần đây, vâng ạ, đấy, không phải Hải Khoan nhá, không phải Hải Xem nhá, anh Hải thôi, anh Hải Bắc Tài thôi, không phải Hải Giới luôn, Hải Giới là một kênh mới rồi mà rất nổi tiếng chứ, đúng không ạ? Và mà theo chị nhà mình rằng là em cũng xin phép được một chút cái chương trình của quý anh chị nhà mình, mặc dù là chúng ta đã biết rõ rồi nhưng mà do nghiệp vụ em xin phép được một chút. Từ đây xuống tới thành phố Hạ Long chúng ta sẽ chụp khoảng 200 km và chúng ta sẽ đi nghỉ một chặng đầu tiên, đó chính là ở trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Chúng ta sẽ dừng nghỉ ở tỉnh Hải Dương và sau chúng ta sẽ nghỉ Hải Dương xong ở trạm V52, sau khi nghỉ xong rồi thì chúng ta sẽ tiếp tục là di chuyển tới thành phố Hạ Long. Buổi sáng ngày hôm nay thì quý anh chị của chúng ta sẽ xuống du thuyền Ambassador 2 luôn ở chỗ cảng Săn Vua, đúng không ạ? Đó, và chúng ta sẽ phải 8:30 chúng ta đã phải là có mặt ở tại cảng Săn rồi. Chúng ta sẽ làm chúng mình đến rồi. Anh bảo em á? Ôi rồi. Buổi sáng em buồn quá em, chưa kịp thay quần áo luôn. Quý như này à? Trời ơi. Đây là những cái du thuyền này. Nhưng mà không biết là chúng mình sẽ đi cái du thuyền nào, chắc là cái du thuyền to to đằng kia. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến vlog của Cityla. 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 Anh đây nên anh đọc sai anh với em thế đấy. Chào mừng mọi người đến với vlog của Na. Thế rồi anh. À, bây giờ kết thúc vlog của đây. Anh này ạ. Đi. Đây, chắc là chúng mình sẽ đi cái du thuyền kia. Siêu to ấy. Cho anh nhìn vào đây ấy. Hê hê hê. Ờ. Thằng này. Của anh ạ. À. Si. Bà không mang ô à? Đi vào đây. Đi vào đây. Đây cho hai kèo đi với nhau này. Có ô này. Mày đi về Tuyến hay là chị đi về mày? Đi về Tuyến. Này. Okay. Tại những người vô gia cư á. Hai anh ở đây. Được không học được nhưng mà giải thì lên xuống đấy. Ừ. Không học được hết thì không học những cái sai hình như hết. Cứ cầm cái ấy đấy xuống vào phòng. Con này. Anh đưa cho hóa đơn rồi đấy nhá. Hóa đơn đóng tiền rồi đấy. Đưa đâu. Đánh cho. Mọi người đi học lái xe. Không, cái đấy tôi cũng đi nhưng mà xong người ta đuổi rồi. Hóa đơn thu tiền đấy. Đưa rồi. Đưa tất cả. Hay là đưa về thôi, bạn đi học. Ừ, ok. Thế thì đi học lái xe thôi, không cả sau này học lại khó. Ê, ra con ơi. Anh Hoàng anh đưa sau này học 30 đóng tiền chứ. Bây giờ đây là mười mấy ạ? 15 hay 16 ạ? Đưa cho anh Hoàng đã đưa đâu? Đánh cho. Đang ngồi chờ ấy. Không là nhà. Này quét trời hết đã mua rồi. Chưa đưa. Đưa hết hóa đơn chưa? Chúng mình đã lên thuyền và bây giờ chúng mình thay đồ xong rồi. Make up thay đồ xong hết rồi. Ôi xinh gái quá. Xinh gái quá. Em nghèo nè. Chị Quỳnh nè. Hi hi. Chào chị nè. Vâng, chị Yến phía nào? Giờ chuẩn bị đi chụp hình. Khi xuất hiện ở các vlog của mình mà mình đã xuất hiện rất nhiều vlog của những người khác. Chị lấy điện thoại rồi đúng không? Khửa. Ê, chụp ảnh được chưa bạn? Nắng đi các em. Nắng vãi. Chào vlog em cái. Hello mọi người. Mọi người khen mình xinh gái đi mọi người mà. Về mà xem vlog của chị Yến ấy thì khen mình xinh gái nhiều rồi nhá. Đó mà. Ê nắng quá à. Nắng quá ai à. Bây giờ sắp xếp đi. Nắng quá ai. Các bạn ơi. Bây giờ anh đưa cái này nè. Anh ơi cái mũ của em phải che.
Không đấy, anh về anh làm mịn mà. Ok. Hello, hello bác. Chào bác nhé. Kênh này là Ngọc Anh Na. Ngọc Anh Na. Kênh mới, kênh mới. À thế à? À rồi. Dạ. Chị đeo kính râm như thế cái gì? Nắng vãi thôi chết rồi. Em ơi, nắng quá, rát quá. Quá nào, đẹp chị ơi. Ôi. Em ơi, rát hết cả chân. À, bỏng chân, bỏng chân. Vãi. Đứng ở đây bỏng chân quá à. Thôi chị ơi, đau chân chị. Thôi. Đứng cái này. Chị Quỳnh cho mình. Chị Quỳnh cho mình đứng lên chân luôn nha mọi người. Em ơi, bỏng hết cả chân. Ôi. Em đi thay đồ chủ. Ngồi đây đẹp hết. Chị Nu ơi, em mượn cái này nha, em cuốn người. Sao biết đâu phải cái. Chị ơi, cho lộ ảnh vào đây hộ em. Hơi tối ha, hơi tối. Các bạn ơi hơi tối. Ok không? Ok không? Máy hơi lag. Ôi các bạn ơi, máy mình nó tự động nó làm cái gì nó làm rồi cả đó. Lag quá. Để. Bị sốc nhiệt ý. Cái gì gọi là flex à? Quay cho em một video được không? Flex. Video gì đấy chị? Em đi vào đấy thôi, nhưng mà nãy quần em là váy em nó bị ngắn quá. Được ạ. Chị không quay em đâu nha. Đây, ý là chị